Một cái dạng bài tập ở chương 2 đó là cái mô hình thu nhập quốc dân. Cái bài tập 1 về cái dạng mô hình thu nhập quốc dân như sau. Cho mô hình y bằng c cộng y cộng g không, và c thì nó bằng là b không cộng cho b một y, rồi y thì nó bằng y ngắn nó bằng 30 cộng 0,2 y dài. Thì ở trong đó đó thì cái b không này đó là một cái hằng số dương, còn b một là cũng hằng số dương luôn nhưng mà nó là nhỏ 0,8. Cái g không ở đây á là cái chi tiêu chính phủ, còn cái y á là y ngắn á, là cái lượng tiền đầu tư, rồi y dài á là thu nhập. Và ở đây thì cái C á nó chính là cái tiêu dùng của các hộ gia đình. Thì câu A nó yêu cầu chúng ta phải xác định được cái y và C ở trạng thái cân bằng, tức là mình sẽ tìm cái y ngang và C. Ở đây là thật ra là tìm tìm công thức của y ngang và C ngang theo cái ba cái tham số là B0, B1 và G0. Đấy. Và nếu như mà người ta cho B0, B1 và G0 thì mình phải tính được cái y ngang và cái C ngang. Đấy, thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ bởi vì cái mô hình này là áp dụng cái hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính, cái kiến thức về hệ phương trình tuyến tính. Đấy, cho nên là ở đây là mình sẽ tìm hai cái ẩn là y và c. Y và c như vậy thì mình sẽ đưa về một cái hệ gồm có hai phương trình, hai ẩn. Đó, tức là ta có hai cái phương trình này. Cái phương trình thứ nhất là y bằng c cộng y cộng g không này, còn c thì bằng b không cộng b một y. Thì ở đây đó thì cái thật ra nó cho ba cái biểu thức nhưng mà mình chỉ rút lại còn hai phương trình thôi. Đó, tức là nó cho ba phương trình nhưng mà mình rút lại còn hai phương trình thôi. Thì lưu ý ở đây là hai phương trình hai ẩn c, và mình sẽ dùng phương pháp Riemann để mà mình giải, mình tìm y ngang với c ngang. Thì bước tiếp theo đó là cái chỗ y này nè, chỗ y này mình sẽ thay bằng cái 30 cộng 0,2 y dài. Đó, thì cái y này đó là mình sẽ thay y ngắn này mình sẽ thay bằng 30 cộng 0,2 y dài. Đó, còn cái phương trình ở dưới mình giữ lại. Đó, thì cái sau đó mình sẽ chuyển vế qua thì các em lưu ý đó. Thì khi mà mình chuyển cái 0,2 y qua bên đây. Thấy không? Thì nó sẽ là trừ 0,2 y nè. Vậy thì một cái y dài mà trừ cho 0,2 y dài là còn 0,8 y dài. Được chưa? Đó. Và cái c này mình chuyển qua thì bên đây là trừ c. Thấy không? Chuyển qua đây là trừ c. Đấy, thì nó trở thành cái phương trình này. Phương trình này. Đó, là còn 30 cộng rồi không. Còn phương trình ở dưới thì mình cũng 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 chuyển cái biến cái ẩn cái hạn hạn tử mà nó liên quan đến cái y dài qua bên với trái. Thì vậy thì mình được hệ gồm hai phương trình hai ẩn. Hệ hai phương trình hai ẩn. Ha, hai ẩn y và c. Nhắc lại là y dài ở đây á nó chính là cái thu nhập quốc dân và C là chi tiêu của hộ gia đình. Thì tiếp theo đó thì mình sẽ tính cái định thức D. Định thức D đó thì mình sẽ lấy các cái hệ số trước hai cái ẩn này. Ở trên cái phương trình thứ nhất thì cái hệ số trước cái ẩn y đó, nó chính là cái chữ không cái số 0,8 và trước C nó là âm 1. Và tương tự như vậy thì cái hệ số của y và c ở cái phương trình dưới á nó chính là trừ b1 và số 1, tại vì ở đây có một c thôi, số 1. Thì để tính cái định thức này đó thì chúng ta nhân chéo theo chiều này và nhân chéo theo chiều này, tức là cái chiều đầu tiên á theo đường chéo chính á, thì mình mang dấu cộng, và chiều chiều còn lại đó thì mình sẽ thêm dấu trừ vào. Thêm cái trừ vào. Đấy, thì như vậy thì ở đây 0,8 nhân 1 và trừ cho gì? Trừ B1. Tại đây nó có hai dấu trừ nhân nhau thành cộng rồi, mà mình thêm nhân theo cái chiều này á, thì mình sẽ thêm đi một 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 dấu trừ nữa. Đấy. Còn tiếp theo là mình sẽ tính cái DI. DI á, thì cái cột nào mà cái hệ số liên quan đến y đó, cột nào liên quan đến hệ số nào liên quan đến y á, thì mình sẽ bỏ đi, mình sẽ thay bằng cái cột hệ số tự do. Thì cái chỗ này là cái hệ số liên quan đến y nè, trong cái d này hệ số liên quan đến y là 0,8 nè, mình sẽ thay bằng cái cụm này, mình thay bằng 30 cộng g không.
đấy thì mình được cái này, được chưa? Còn cái chỗ này là B1, trừ B1 thì mình thay bằng B0, thay B0 thì mình được cái này, thì cái này mình sẽ được là y, cái này mình sẽ được là DI. DI thì ở đây chúng ta cũng nhân chéo trừ nhau luôn, nhân chéo trừ nhau. Thì thứ nhất là chúng ta nhân theo cái chiều này, nhân theo cái chiều này. Đấy, thì cái nhân theo chiều này thì nó sẽ là 30 cộng G0, đúng chưa? Đó, và nhân theo cái chiều này thì nó là trừ B0, mà thêm dấu trừ thì nó là B0. Đấy, thì cái kết quả DI nó là như này. Còn còn cái DC, DC đó thì các em lưu ý là DC là cái hệ số trước C đó mình bỏ đi, mình thay bằng hệ số tự do. À, đấy, thì các em đây xem là danh định thức D nè, cái hệ số mà liên quan đến đến C là hai hệ số này, hệ số này. À, tức là nó chỗ này và cái thằng này thì mình sẽ thay bằng hai cái hệ số tương ứng bên đây. À, thay bằng hai đây thì mình sẽ được cái DC. Đấy, thì DC của mình là thế này, DC cái chỗ này là cái 0,8 với trừ B1 và giữ nguyên này. Cái chỗ trừ trừ một đó mình sẽ thay bằng 30 cộng G0, và một thì mình thay bằng B0. Như vậy thì mình cũng nhân chéo trừ nhau, mình nhân chéo theo cái chiều này, nhân chéo theo cái chiều này. À, nhân chéo theo chiều này thì được 0,8B0, và nhân chéo theo cái chiều ngược lại thì mình sẽ được là trừ B1 nhân cho 30 cộng G0. Nhưng mà nhân chéo theo cái chiều này đó, nhân chéo theo chiều này thì mình thêm dấu trừ vô nó thì thành nó dấu cộng nè đó. À, tóm lại là mình đã tính được cái cái DI và DC, tính được cái DI và DC. Thì tiếp theo đó là mình sẽ tính cái y ngang và c ngang luôn. Thì thật ra cái câu A này đó nó yêu cầu tính cái y và c trạng thái ngang bằng, tức là kêu tính y ngang và c ngang, tức là tìm cái công thức của y và c thôi, chứ chưa tính được cái giá trị ha, chỗ này chưa tính được cái giá trị cụ thể đấy, mà mình chỉ tính nó theo cái công thức thôi. Như vậy thì chỗ này mình sẽ được cái mức thu nhập quốc dân, tức là cái y đó, và chi tiêu ở trạng thái cân bằng nó sẽ là như thế này. Cái này thì cái y ngang thì nó sẽ bằng là DI, DI chia D, DI chia D ha, DI là đây, D là đây, DI chia D. Đấy, thì DI chia D là nó thế này. Và cái C ngang á, thì mình sẽ lấy DC, DC là cái nguyên cụm này, rồi chia cho D, tức là cũng 0,8 trừ B1. Thì ở đây mình xong câu A. Rồi tới câu B là yêu cầu tính y ngang với C ngang. Rồi biết B0 là cái này, B1 là cái này, G0 là cái này. Thì mình thế cho thôi. Để trong công thức này. Đó, tức là với cái B0 bằng 200, B1 bằng 0,7 và G0 bằng 50 thì mình thế vô đây. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái y ngang, nó sẽ bằng cái công thức này mình ghi lại thôi. Rồi sau đó mình thế số vô. Đó, chỗ G0 mình thay bằng 500. Đó, rồi cái chỗ B0 mình thay bằng 200. Và chỗ B1 mình thay bằng 0,7. Thì cái thằng này nó sẽ cái kết quả nó là 7.300. À. Và tiếp theo đó là nếu mà cái C, công thức C nó như thế này, công thức C nó thế này, mình lưu ý chỗ này nó không có dấu bằng, không có một dấu bằng đâu, C nó thế này. Đó. Thì cái C nó như thế này phải không? Nên mình thế cái B0 bằng 200 vô, và B1 thấy 0,7 vô, rồi không thấy 500 vô, và tính kết quả này ra. Mà tính kết quả này ra thì nó ra là 5.310. Đấy, thì thế này mình đã xong được cái bài này. Thế này là mình để câu A đi. Câu A. Rồi, chỗ này mình để câu B này. Câu B. Đó.